Đây là các bạn, đây là chải cá beta của anh Hậu nè. Anh Hậu ở thị xã Tân Châu, An Giang này các bạn. À, chỗ anh Hậu này cũng gầy giống, cũng nhiều giống dữ lắm, nhiều cá dữ lắm. Hôm nay quay cho anh em coi cái một cặp này đi. Nè, cặp này là kêu bằng gì? Kêu này, cặp này giống cá gì? Thấy không? Ma bù đốt. Ma bù đốt. Ma bù đốt. Rồi màu này màu màu trắng ha, trắng mà nó có đốm đốm, trắng đốm, trắng đốm, màu này cũng đẹp lắm ha. Đốt là đốt cho nó chó mà nó chó mà nó đốm á, vậy ha, giống như cho đốm mà đốm cặp cá này nhìn thấy màu này cũng đẹp. Ồ, giống như là chó đốm nè. Ma bồ đốt. Anh em nào muốn tìm hiểu về cá hoặc là tìm mua cá đồ đó thì cứ liên hệ với anh Hậu ở thị xã Tân Châu, An Giang này qua số Zalo là các bạn 0949994974 nhé. Cái này mấy người, ví dụ mấy người muốn mua cá liên hệ phải không, liên hệ với mình rồi. Rồi thí dụ người ta nuôi, cái điều kiện nuôi sao, có khó khăn gì không? Cái này dễ nuôi lắm. Vậy hả? Thì cứ đem để trong keo vậy, chân vậy cho nó ăn vậy thôi hả? Thì đơn giản nè. Nước thì mình kỹ, thì mình có nước mà trữ qua đêm rồi đó, cho nó có ai bất cứ lo rồi. Cái là nước bình thường thôi, nước mà nước máy có lo đó thì cho nó chữ qua đêm cho nó bay hết clo rồi bắt đầu cho nước vô được rồi, vậy là dễ, cũng nuôi về cũng dễ. Như cặp này vậy bao nhiêu con, nhiêu cặp đó thì là mình lựa là mình tỉ, mình để giống á, mình không có bán, không có để giá. Vậy cặp này để giống hả? Còn ví dụ như có mấy con mà quay clip dán số rồi đó thì trên clip có giá, có để giá sẵn nha. Còn con nào mình thấy mình để làm giống rồi mình đâu bán, bởi vì cái giá. Mẹ cho nó ăn cái gì? Trùng hả? Trùng chỉ hả? Ha, à, gì nữa? Cái thức ăn sẵn nữa hả? Nói chung là nó thì nó ăn được cũng đủ loại trên á. Thức ăn gì cũng vẫn được. Trứng nước, lăng quăng. Trứng nước, lăng quăng. Trùng chỉ. Mà trùng chỉ là cái loại như gì là tốt nhất hả? Trùng chỉ là tốt nhất. Đây là trùng chỉ nè. Trùng chỉ thì nó hơi đắt tiền. Trùng chỉ cái này có người chuyên môn nuôi trùng chỉ hả? Hay sao? Người ta nuôi, người ta bán. Thường là người ta đi cào, đi xúc á. Người ta bỏ lại các bạn, người ta làm rồi. Trùng chỉ là gì nè? Còn chút chiếu trong chút chút trắng trắng. Nói chung cá beta này nó cũng dễ lắm, nó có gì thức ăn hay là gì nó ăn cũng vẫn được chứ. Nhưng mà cái thức ăn mà tốt nhất là như là mồi tươi sống vậy đó. Như trứng nước loang quăng rồi trùng chỉ rồi đó. Trứng nước loang quăng trùng chỉ. Còn không có thì thức ăn cái gì thì nó cũng ăn được. Anh em nào ví dụ muốn thích nuôi cá đâu á thì cứ liên hệ số Zalo của anh Hậu 0949994974. Liên hệ với anh Hậu thì mua thì anh Hậu vận chuyển tới chỗ cho, thì theo giá cả tùy theo con, muốn mua con nào thấy chưa, con nào thì anh Hậu sẽ quay clip lên Zalo cho anh em coi, rồi xong rồi giá cả xong xuôi thì
ship tới chỗ cho. Ship code luôn. Ship code luôn. Tới chỗ nhận hàng thanh toán. Khỏi sợ. Khỏi sợ gì chứ. Khi mà nhận hàng thì kiểm tra y như trên clip quay thì thanh toán. Cá sống thì cứ thanh toán, cá chết thì khỏi. Nếu tới nơi cá chết thì không nhận được thì không thanh toán vậy thôi. Nói chung là ship lại tới chỗ cá ok đó thì cứ thanh toán tiền, còn cá có vấn đề thì người bán chịu hết, chỉ cần mình kiểm tra cá sống tốt y như trong clip thì nhận hàng thanh toán thôi, còn nếu mà cá có bị sự cố thì kia nọ thì không nhận. Điều kiện mua bán gì là cũng quá dễ rồi, đâu có gì đâu khó đâu. Cặp cá này đến đây tạm dừng nhé các bạn. Cảm ơn các bạn đã xem. Hẹn gặp lại các bạn ở video tiếp theo, những cặp cá khác nữa nha. Xin chào tạm biệt.